Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng 12 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, ngày 11 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lương Hồng Tê, sinh năm 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp lao động tự do, về hành vi điều khiển ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo đó, với lỗi vi phạm nêu trên, bà Lương Hồng Tê phải chịu hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng. Cùng với đó, bà Tê còn bị tước quyền sử dụng bằng lái xe B1, thời hạn 2-3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền, ra quyết định xử phạt theo quy định. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, bà Lương Hồng Tê điều khiển ô tô biển kiểm soát 30H11XXX di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, quận Cầu Giấy, ô tô đã va chạm với một xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đến hiện trường giải quyết. Lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, bà Lương Hồng Tê có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg trên lít khí thở. Người điều khiển xe máy là anh NVA, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, không có nồng độ cồn. Cả hai đều âm tính với chất ma túy. Tuy nhiên, sau khi va chạm, hai người xảy ra cãi vã nên thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc. Nhiều người hiếu kỳ còn phát trực tiếp sự việc lên các nền tảng mạng xã hội một số trang mạng xã hội đưa tin chị T tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã xác định chị T không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an. Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin liên quan đến vụ va chạm giao thông xảy ra vào ngày 5 tháng 3 tại đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với nội dung đã xác định chị Đại được cho là con cháu Bộ trưởng TL Họ tên Tô Lan Hương, bài báo lại viết ngược tên là LHT, người gây tai nạn và được công an bảo vệ như vị vua vị tướng đây ạ à, mà dân bức xúc nhất, có link Facebook ở dưới ạ. À. Công an cho biết đây là thông tin sai sự thật về người vi phạm trong vụ việc gây ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Ngày 10 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Thanh Oai đã mời chủ tài khoản Facebook trên là anh VST sinh năm 1986, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh VST về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Theo điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Thủ tướng. Tổng mức phạt đối với trường hợp này là 7,5 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Minh Thư, sinh năm 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đắk Pơ để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do có mâu thuẫn trong quá trình bình luận, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội, ngày 6 tháng 3, Trần Thị Minh Thư nhắn tin cho Phan Nguyễn Ngọc Hân, lớp 11A6 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã An Khê để hẹn gặp nói chuyện. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Thư và Hân rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn tại hội trường 23 tháng 3, thị xã An Khê, sau đó đổi sang điểm hẹn tại khu vực phường An Bình, thị xã An Khê. Tại đây, Thư và Hân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhau. Lúc này, Thư dùng hung khí giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Hân khiến Hân tử vong. Sau khi gây án, Thư đến công an thị xã An Khê đầu thú. Được biết, Thư 19 tuổi cũng là nữ sinh đang học lớp 12 tại huyện Đắk tỉnh Gia Lai. Qua theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, việc dùng dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người khác khiến nạn nhân tử vong là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Do đó, hành vi của nữ sinh này đã cấu thành tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Luật sư Hùng phân tích, tùy vào nội dung, tính chất và mức độ vi phạm mà người phạm tội này sẽ có thể phải chịu các loại và mức hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, theo ông Hùng, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Đồng thời, khi phạm tội thì nữ sinh này đã 19 tuổi, trên 18 tuổi, nên sẽ bị xử lý và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với người đã thành niên phạm tội theo luật sư hùng vụ việc này một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực học đường đây vẫn đang là vấn đề nhức nhối gây ra những hậu quả nghiêm trọng về cả thể chất và tinh thần tác động xấu đến quá trình học tập của các em học sinh kể cả các học sinh thực hiện hành vi bạo lực đặc biệt các vụ việc bạo lực học đường xuất phát từ việc các em mâu thuẫn với nhau trên các diễn đàn trang mạng xã hội đang có xu hướng gia tăng để giải quyết vấn đạn này thì các cơ quan chức năng, các nhà trường, các gia đình và toàn xã hội cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức về tính nguy hiểm của bạo lực học đường, có sự quan tâm, quản lý và giáo dục truyền thông, tuyên truyền cho các em cách phòng tránh, cách xử lý và bảo vệ mình trước hành vi bạo lực học đường. Trong đó, các em cũng cần phải được trang bị các kỹ năng trong việc tham gia và sử dụng mạng xã hội để tránh phát sinh các mâu thuẫn, biết cách bảo vệ mình khi bị bắt nạt, đe dọa hoặc xâm hại trên không gian mạng. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Công an Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ điều tra tài xế Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1994, trú tại Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình, về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 10 giờ cùng ngày, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện xe đầu kéo 15C209.32, kéo theo rơ móc 15R113.71 trên 10 tấn do Thành điều khiển đi vào cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu. Tuyến cao tốc này cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông. Tổ công tác cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, nhưng tài xế xe container không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, tài xế này liên tục điều khiển xe lạng lách, đánh võng và đâm vào đuôi xe tuần tra của Cục Cảnh sát Giao thông. Hành vi của Thành khiến xe cảnh sát giao thông hư hỏng phần đuôi bên phải, xe ô tô đều kéo hư hỏng phần đầu. Đến km 369 hướng đi Hà Nội, cảnh sát dừng được xe, khống chế tài xế Thành, kiểm tra nồng độ cồn ma túy, Thành không vi phạm. Tổ công tác bàn giao tài xế xe container cho công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận, điều tra xử lý. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh xe container không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát do người đi đường ghi lại. Theo nội dung đoạn video, xe ô tô chuyên dụng của cảnh sát đi phía trước yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng lái xe container ở đằng sau vẫn cố vượt lên. Tài xế container liên tục đánh võng trên đường, thậm chí có thời điểm thùng container suýt lật khiến người đi đường hú vía. Cộng đồng mạng bức xúc cho rằng tài xế container không chỉ coi thường pháp luật mà còn coi thường tính mạng những người tham gia giao thông khác, vì vậy cần tịch thu vĩnh viễn bằng lái của người này. Theo thông tin được biết, từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa vào khai thác tạm thời đối với phân đoạn từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến dài 9,7 km của dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, dự án thành phần đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và dự án thành phần Nghi Sơn Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đường cao tốc này chỉ phục vụ cho ô tô con, ô tô khách, ô tô tải nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn. Các phương tiện không được tham gia giao thông trên đường ô tô cao tốc gồm xe tải trên 10 tấn, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 70 km/h, xe thô sơ.